Các bạn đã quay lại với channel mình nhé. Hôm nay mình sẽ thực hiện một video, đó là cách sử dụng phần mềm Kinemaster. Phần mềm Kinemaster là một phần mềm, đó là cách chỉnh sửa ảnh và dành cho những người mới làm vlog. Đấy, hôm nay mình sẽ hướng dẫn về cách sử dụng phần mềm Kinemaster. Bắt đầu luôn nhé các bạn, ok. Đây, mình tiếp theo là mình vào phần CH Play. Mình tải phần mềm Kinemaster. Phần kinh nghiệm mà tôi thôi đấy.
xúc dạng.